Xuân Cầu, túi hốt tiền của họ Tô đang phình to không điểm dừng. Vào hồi tháng 5 khi ông Tô Lâm mạnh tay đánh vào tập đoàn Thuận An, khiến Vương Đình Huệ phải tức tưởi rời cuộc chơi. Lúc đó phe quân đội mới bừng tỉnh hiểu ra rằng Tô Lâm quá manh động hơn họ nghĩ và ra tay muốn chặn đứng đà tiến của Tô Lâm. Khi đó tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, em trai của Tô Lâm, là địa chỉ mà Bộ Quốc phòng nhắm đến. Tuy nhiên chỉ sau đó không lâu, Tô Lâm thành công leo lên chức Chủ tịch nước rồi bố trí Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng bắt đầu co vòi. Rất nhanh sau đó, Tô Lâm lại giành tiếp chức Tổng Bí thư, đồng nghĩa ông nắm được chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Việc điều tra tập đoàn Xuân Cầu của nhà họ Tô bị đóng băng kể từ đó. Đến nay, cái tên Xuân Cầu đã trở thành vùng cấm, không một cơ quan điều tra nào có thể đụng đến cả. Làng Xuân Cầu thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là nơi mà anh em Tô Lâm, Tô Dũng chào đời. Đây cũng là nơi đánh dấu niềm tự hào của gia tộc họ Tô. Người anh Tô Lâm làm chùm đảng Cộng sản, người em Tô Dũng làm cái túi để gom lợi ích từ quyền lực của người anh. Hiện nay, tập đoàn Xuân Cầu xem như an toàn, không những không lo bị làm thịt nữa mà còn tính chuyện thâu tóm thị trường. Nguồn tin nội bộ cho biết hiện nay Tô Dũng đang nhắm vào những doanh nghiệp hoạt động tốt, có những lợi nhuận lớn và thương hiệu mạnh để đề nghị mua lại hoặc góp cổ phần. Đây là cách làm cho quy mô công ty lớn mạnh nhờ quyền lực. Rất có thể dưới thời Tô Lâm, những cái tên đình đám hiện nay trong làng doanh nghiệp sẽ phải nhường bước cho Xuân Cầu của Tô Dũng. Làng Xuân Cầu, quê hương của nhà họ Tô, thuộc tỉnh Hưng Yên, được dùng để đặt tên cho công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings. Công ty này là một tập đoàn đa ngành, được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính tại Hà Nội, do 6 cổ đông tham gia góp vốn, toàn những người thuộc đại gia đình họ Tô ở Xuân Cầu. Cụ thể, ông Tô Dũng là em trai Tô Lâm, nắm giữ 61% cổ phần, bà Tô Thị Hiện Thu Hiền, em gái Tô Lâm, nắm giữ 16%, Tô Duy, con trai Tô Dũng, giữ 11%, Tô Hổ Thu, con gái Tô Dũng, giữ 7%. Nếu nói nhà nước Cộng sản dùng quyền lực bao che cho các công ty tập đoàn quốc doanh, thì nhào hút máu của dân để mà tư túi, thì trong phạm vi hẹp, nhóm Hưng Yên cũng dùng tập đoàn Xuân Cầu để giành lấy những miếng ngon trong chính sách của nhà nước. Công ty quốc doanh và đảng là phiên bản lớn, còn công ty Xuân Cầu và nhóm Hưng Yên là phiên bản nhỏ hơn. Với quyền lực hiện nay của Tô Lâm, tập đoàn Xuân Cầu sẽ lớn mạnh và lấn át luôn cả các tập đoàn nhà nước. Thậm chí nó có thể sẽ giành luôn những miếng bánh độc quyền mà lâu nay chỉ các doanh nghiệp nhà nước mới được hưởng. Lâu nay, đảng đánh tham nhũng thì chủ yếu dựa vào công an. Thậm chí những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lấy từ kết quả điều tra của Bộ Công an. Thế mà Bộ Công an lại nằm gọn trong tay Tô Lâm, thì còn ai có thể điều tra được sân sau của công ty Xuân Cầu nữa. Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng bị hạn chế cả về nhân lực và quyền hạn. Lâu nay, việc điều tra các công ty ngoài Bộ Quốc phòng vẫn thuộc quyền của Bộ Công an. Hơn nữa, trong Bộ Quốc phòng hiện nay có rất nhiều phe phái nên không thống nhất được với nhau trong việc chỉ đạo điều tra. Ngay trong quân đội, phe Hưng Yên tuy không phải là mạnh nhất nhưng cũng đủ để khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn. Tô Lâm càng củng cố quyền lực thì tập đoàn Xuân Cầu càng phình to không điểm dừng, như lòng tham của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nắm quyền lực tuyệt đối mà không biến nó thành tiền thì bị xem là dại dưới chế độ này. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Xuân Cầu, túi hốt tiền nhà họ Tô đang phình to không điểm dừng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trần Thanh Mẫn, thân cô, thế cô, giữa rừng, tướng giữ. Tứ trụ hiện nay đang bị vũ trang hóa chưa từng có. Tứ trụ có 4 nhân vật thì có đến 3 người là tướng, xuất thân từ lực lượng vũ trang. Tổng Bí thư Tô Lâm là đại tướng công an, Chủ tịch nước Lương Cường lại là đại tướng quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính là trung tướng công an. Tuy ông Chính có cấp hàm thấp nhất
nhưng bản lĩnh chính trị được đánh giá là chỉ đứng sau ông Tô Lâm. Dù là quân đội hay công an thì các ông tướng này đều được dạy cách dùng sức mạnh của súng đạn để mà giành chiến thắng. Công an dùng súng đạn để thắng dân, còn quân đội thì dùng súng đạn để thắng kẻ thù. Thực tế cho thấy nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ mà chính trường biến động nhiều nhất từ trước đến nay. Đã có hai cái chết bất thường, là ông Lê Văn Thành, cố Phó Thủ tướng, và ông Nguyễn Chí Vịnh, cố Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ Chính trị thì dụng đến 8 người, trong đó có một người đã chết. Chưa bao giờ chính trường tại Việt Nam lại khốc liệt đến như thế. Sau cuộc chiến đầy tổn thất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tứ trụ xuất hiện đến 3 ông tướng. Điều đó cho thấy võ đài chính trị đang do các ông tướng làm chủ cuộc chơi. Thậm chí có nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm đang từng bước Hưng Yên hóa cả ban bí thư lẫn tứ trụ, mà đang nói là nhóm Hưng Yên toàn là tướng quân đội và công an. Khi Hưng Yên làm chủ cuộc chơi thì chính trường sẽ mang màu sắc bạo lực. Đầu năm 2021, sau đại hội lần thứ 13, tứ trụ bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Nay người duy nhất còn lại đến bây giờ chỉ là Thủ tướng Phạm Minh Chính là trung tướng công an. Như vậy đủ thấy chỉ có các ông tướng mới trụ vững được trong dòng bão của chính trường. Giờ đây tứ trụ còn duy nhất ông Trần Thanh Mẫn không thuộc lực lượng vũ trang. Ông Mẫn được đẩy lên cấp bách do Bộ Chính trị thiếu người. Đây chỉ là giải pháp khẩn cấp tạm thời. Với bản lĩnh chính trị của ông Mẫn, nhiều nhà quan sát đánh giá rằng ông khó có thể ở lại tứ trụ trong nhiệm kỳ tới. Ghế Chủ tịch Quốc hội là ghế không có thực quyền, bởi ngay bản thân Quốc hội cũng chỉ là tổ chức bù nhìn. Tuy nhiên, từ thời ông Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội cách đây hơn 30 năm thì ghế này được xem là dự bị cho chức Tổng Bí thư. Ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng đều đi lên từ ghế này. Nếu ông Vương Đình Huệ không bị ông Tô Lâm tấn công thì đến đại hội lần thứ 14, ông Huệ cũng sẽ được cơ cấu và tổ chức chức Tổng Bí thư. Nhưng giờ đây, chính trường đã không còn trật tự như trước nữa. Thượng tầng chính trị thì chia phe, đấu đá lẫn nhau, mạnh thắng, yếu thua, chứ không còn cơ cấu được nữa. Nếu ông Trần Thanh Mẫn không được Tổng Bí thư bảo kê thì rất khó có thể trụ lại lâu dài. Ở đại hội lần thứ 14 sắp tới, ông Mẫn cần giữ nguyên vị trí Chủ tịch Quốc hội. Nhưng điều này xem ra là rất khó, bởi cánh miền Nam hiện nay quá yếu, ông không thể liên minh liên kết với ai cả. Ông Nguyễn Tấn Dũng mới trỗi dậy sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ tập trung cho Nguyễn Thành Nghị, bởi ông Dũng không đủ lực để nâng đỡ kẻ khác. Trong Bộ Công an thì ông Tô Lâm cũng đang chuẩn bị người để mà thay thế vị trí của ông Lương Tam Quang. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm đang muốn đưa Lương Tam Quang vào tứ trụ, chứ không chỉ ngồi yên ở ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu thật như vậy thì ghế của ông Trần Thanh Mẫn rất mỏng manh. Ông khó có thể đấu được với ông tướng công an, mà ông tướng này lại có một ông tướng khác to hơn đứng phía sau. Trần Thanh Mẫn không đi lên bằng con đường võ tướng mà chỉ nhờ gặp may. Ông được chọn để thay thế cho Vương Đình Huệ vào thời điểm mà quan chức dụng ghế như sùng, nên không đủ nhân sự để mà kịp thời thay thế. Đến lúc này ngồi tứ trụ mà không có võ thì rất khó phòng thân. Xem ra vị trí của ông Trần Thanh Mẫn là mong manh nhất trong tứ trụ hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Trần Thanh Mẫn thân cô thế cô giữ giường tướng giữ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.